trong đời anh sẽ xuất hiện ba phép màu. Là ý chí của anh đã cứu được anh. Số mạng của chúng ta không phải dòng đời này. Nếu như cậu sống trong yên lặng thì tôi cũng sẽ yên lặng. Tôi lại thấy mình chết. Tất cả mọi chuyện trong đời này đều có nguyên nhân của nó. Trong xem Phép Màu Tái Sinh phát sóng lúc 11:30 từ ngày 8 tháng 5 năm 2016 trên đài phát thanh truyền hình Tiền Giang.